Tôi xin hướng dẫn các bạn cách hạch toán lô hàng bán hàng từ kho ngoại quan cho doanh nghiệp chế xuất lên phần mềm kế toán MISA. Tôi xin nhắc lại là cái bộ chứng từ mà chúng ta giao hàng đi từ kho ngoại quan cho doanh nghiệp chế xuất thì nó sẽ chỉ bao gồm có commercial invoice, packing list, hợp đồng hoặc là purchase order, rồi là cái biên bản bàn giao hàng hóa, cái hóa đơn giá trị gia tăng đó ạ. Chứ chúng ta sẽ không phải mở tờ khai xuất khẩu các bạn nhé. Chỉ có cái doanh nghiệp mua hàng của chúng ta, cụ thể ở đây là công ty Nissay Electric Việt Nam, họ sẽ phải có nghĩa vụ mở tờ khai nhập khẩu hàng hóa. Quay lại cái cách hạch toán thì chúng ta tìm hiểu cái payment term của lô hàng này. Thì cái lô hàng này chúng ta thấy rằng là cái payment term của nó sẽ là thanh toán trả sau. Thanh toán trả sau 30 ngày các bạn nhé. Ví dụ như thế là cái lô hàng này là chúng ta giao cho họ vào ngày 5 tháng 3 đấy ạ. Thì cuối tháng 4 chúng ta sẽ nhận được tiền thanh toán, đúng không ạ? Tức là trong tháng 4 chúng ta sẽ nhận được tiền thanh toán. Vậy chúng ta sẽ phản ánh doanh thu của cái lô hàng này trước. Tức là các bạn sẽ phản ánh doanh thu một ghi hạch toán nợ 131 và có 511 vào ngày 5 tháng 3. Sử dụng đồng USD tỷ giá là 25.500 đồng, đúng không ạ? Và đến tháng 4 khi các bạn nhận được tiền thì các bạn sẽ hạch toán nợ 112 và có 131. Thì tại cái thời điểm mà chúng ta nhận tiền đó, thì cái nợ 112 các bạn sẽ ghi tăng cái tiền của các bạn lên theo cái tỷ giá thực tế tại các ngày các bạn nhận tiền nha. Còn cái có 131 thì chúng ta sẽ phải sử dụng cái tỷ giá 25.500 đồng này để các bạn clear cái tài khoản 131 nợ có bằng nhau, đúng không ạ? Đấy là quy trình kế toán của chúng ta như vậy. Chúng ta bắt đầu thực hiện trên phần mềm MISA các bạn nhé. Đầu tiên là chúng ta vào bán hàng. Sau đó các bạn vào phần chứng từ bán hàng. Ở cái này chúng ta cũng phải chọn chứng từ bán hàng xuất khẩu các bạn nhé. Do phần mềm MISA của tôi bị lỗi nên tôi không chọn được. Các bạn lưu ý như thế ạ. Khách hàng của chúng ta ở đây, chúng ta sẽ tạo mới. Công ty này là công ty Nissay Electric. Các bạn có thể nhìn cái thông tin hóa đơn giá trị gia tăng được các bạn tạo ạ. Mã số thuế của họ, các bạn kiểm tra thông tin mã số thuế của Nissay 0301848478, 0301848478. Các bạn ấn vào lấy thông tin ạ. Các bạn đánh đúng mã số thuế ạ, 0301864878 ạ. Tôi thiếu số 6. Sau đó các bạn nhấn vào cất. Bán hàng cho công ty này theo hóa đơn 1. Theo số hóa đơn các bạn sửa lại là hóa đơn 456 nha. Theo đúng thông tin của nó, chúng ta giao hàng và xuất hóa đơn ngày 5 tháng 3 ạ. Loại tiền ở đây là chúng ta sửa lại là USD. Chúng ta đánh đúng cái tỷ giá mà chúng ta xuất hóa đơn 25.500 ạ. Mã hàng ở đây của chúng ta là Dung Môi Công Nghiệp H2SO4 ạ. Các bạn chọn đúng tên hàng. Cái tài khoản công nợ này các bạn chọn đúng 1312 USD nha. Nếu mà chưa có thì nhớ chi tiết tài khoản 131 cho mình thành 131 từng loại ngoại tệ, đúng không ạ? Số lượng ở đây là chúng ta bán 25 tấn. Chúng ta bán với đơn giá là 2,5 USD và thành tiền là 62.500 USD. Các bạn kiểm tra sang sheet thuế để các bạn chọn đúng cái phần trăm thuế ở đây là không chịu thuế nha. Đúng không ạ? Không chịu thuế. Các bạn chọn đúng cái hóa đơn ở đây là hóa đơn 456 ạ. Sau đó chúng ta sẽ nhấn vào cắt ạ. Như vậy là chúng ta đã hạch toán xong cái hóa đơn bán hàng cho công ty Nissay 62.500 USD này. Bây giờ chúng ta sẽ đi tiến hành cái nghiệp vụ thu tiền các bạn nhé. Chúng ta sẽ thu tiền và giấy báo có thì chúng ta sẽ kiểm tra trên cái bank statement hoặc là chúng ta kiểm tra các cái giấy báo có đấy ạ. Ở đây là cái nghiệp vụ thu tiền của chúng ta sẽ thu vào ngày 26 tháng 4 ạ. Đúng không ạ? Chúng ta sẽ thu tiền 26 tháng 4 và chúng ta thu đủ 62.500 USD. Và cái tỷ giá của ngày 26 tháng 4 thì là 25.140. Đó, thế thì các bạn sẽ phản ánh tăng tiền của các bạn lên theo cái tỷ giá 25.140 này. Chúng ta sẽ đóng lại, sau đó chúng ta vào phân hệ ngân hàng. Chúng ta sẽ vào thu tiền khách hàng ạ. Các bạn chọn đúng loại tiền USD ạ. Và cái tỷ giá này các bạn chọn đúng cái tỷ giá mà ngày chúng ta thu tiền ạ. Tức là 25.140 ạ. Số tiền mà chúng ta thu đủ 62.500 USD ạ. Khách hàng của chúng ta là công ty Nissay ạ. Ngày thu tiền của chúng ta là ngày, các bạn chọn đúng ngày thu tiền là ngày 26 tháng 4 ạ. Chúng ta lấy dữ liệu đây, chúng ta tích đúng vào cái phiếu bán hàng này ạ. Các bạn có thể nhìn thấy là cái phiếu bán hàng này nó nhảy ra 62.500 số tiền đây ạ. Tỷ giá 25.500, như vậy là chúng ta sẽ phát sinh chênh lệch tỷ giá, đúng không ạ? Và MISA sẽ tự động hoạch toán vào 635. Các bạn nhấn vào thu tiền ạ.
Các bạn kiểm tra lại cái phiếu thu tiền từ khách hàng này, chúng ta thu, họ thanh toán cho chúng ta vào tài khoản USD, cho nên các bạn chọn đúng tài khoản USD. Thu tiền theo hóa đơn 456, ngày thu là ngày 26 tháng 4 năm 2024 ạ. Như vậy là chúng ta có lỗ tỷ giá ở đây. Các bạn chọn cất nha. Sau đó các bạn đóng lại. Như vậy chúng ta đã hạch toán xong cái lô hàng bán cho Nissay và thu tiền của Nissay. Còn đối với các cái hóa đơn logistics phát sinh đây ạ. Ví dụ ở đây là chúng ta phát sinh hai cái hóa đơn logistics là công ty Palm Cargo này, họ vận chuyển hàng hóa từ kho ngoại quan đến kho của bên Nissay. Đúng không ạ? Rồi là họ tiến hành các cái dịch vụ nâng dỡ và khai báo hải quan. Khai báo hải quan đây là chúng ta sẽ khai cho cái đầu của Nissay đấy ạ. Nissay họ phải làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa ạ. Thì đối với những cái chi phí này các bạn cũng vào phân hệ mua hàng. Các bạn vào chứng từ mua dịch vụ. Để các bạn hạch toán nó vào chi phí bán hàng nhá. Tức là chúng ta sẽ hạch toán nợ 6417 và có 331 cho công ty Palm Cargo đối với hai cái hóa đơn này. Hai cái hóa đơn này thì chúng ta cũng thanh toán cho họ hết rồi vào ngày 26 tháng 3. Thì cho nên các bạn cũng sẽ vào cái phân hệ ngân hàng chi tiền để các bạn hạch toán nợ 331 và có 112 thanh toán cho Palm Cargo 28.080.000 này. Cái nghiệp vụ này thì nó khá là đơn giản nên các bạn sẽ tự làm và tôi không cần phải hướng dẫn nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.